Chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Em hôm nay thì lên cho các bộ Onkyo này, có Madelic 7A. Bộ này thì để các bác nào mà thích kê ở phòng khách này hay là phòng ngủ đều được nhá. Bởi vì bộ này em thấy là hình thức là còn tức là so với mặt bằng chung của hàng bãi thì đây là một bộ dàn còn rất là đẹp. Đấy, căng tiếp đầy đủ hoa trước đây. Và các bác cứ để nhà trong này, giặt qua căng đi tí này. Căng chỉ cần không rách thôi, còn bẩn cái gì, đơn giản. Các bác cho tí xà phòng vào cho em ngâm tầm khoảng 1 phút 2 phút. Sau đó mình đánh sạch đi là nó đẹp ngay. Đấy, quan trọng nhất là nó không rách là được. Đấy. Còn nó được về tới tầm như này là quá tuyệt vời các bạn, hàng long lanh cánh đào luôn. Còn tuy nhiên thì bảo hàng bãi mà như hàng đập hộp thì không có đâu các bác nhá. Kiểu gì nó cũng có một chút bụi bặm này, một chút là hơi vào quả trẻ một tí thì đấy mới gọi là cái hàng bãi được các bạn. Nó gọi là đặc sản mà. Vâng. Đấy, đặc sản nó cái là bụi một tí này, hơi vào quẹt nhẹ một tí này. Đấy, lồi lõm một tí thì đấy gọi là người ta gọi là đặc sản của hàng bãi các bác nhá. Còn không có thì không ai người ta gọi là hàng bãi cả. Đấy. Thì đây, em mời các bác nhìn qua hình thức một chút này. Đấy, riêng nhà em nhá, quay video nhá là cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, ngồi tại nhà, ngồi tại giường. Đấy, là các bác xem như là đang mua tại cửa hàng luôn. Đấy. Tại vì sao mà nhà em là khách hàng cứ một phát là alo là chuyển khoản luôn, hết luôn. Đấy, nhất là những các bác khách ở Hải Phòng ấy, mua một phát là tức là đã thích rồi nhá, là các bác alo em ơi con hàng không, còn một cái bao nhiêu tiền, bảo giá anh xem video em cái, thế là các bác bỏ cho số tài khoản là một phát các bác chuyển hết luôn. Đấy, riêng các bác Hải Phòng là như vậy, mua hàng thế là rất là đỉnh cao. Không những Hải Phòng nhưng mà một số tỉnh khác cũng như vậy thôi, nhưng mà em thấy là cái tỷ lệ mà chốt hàng em này là các bác khách Hải Phòng là gần như là bác một phát là xong luôn, không có hỏi nhiều gì cả và gửi hàng đúng như hàng trên video cho anh là được. Đấy. Đây các bác. Đấy. Tuyệt vời. Đấy, còn bác nào mà thích kiểu cầu kỳ quá thì về các bác có thể là sơn xin lại cho em một tí sau, còn không thì em nghĩ là cũng không cần đâu. Bởi vì đằng sau thì mình để ốp vào tường thì không ai người ta bỏ ra người ta sơn soi cả, đúng không ạ? Đấy, quan trọng nhất nó phải là cái mặt tiền đẹp và cái chất âm nó phải hay. Đấy, thì bộ này là riêng về mặt tiền là ok rồi này. Chất âm thì khỏi bàn. Bởi vì đây là bộ X7A, em nó phù với con S7X. Với chất mát và phần chuông cực tốt luôn. Về chức năng thì con này thì các bác có thể là kết nối với smartphone. Đấy, hay là smart TV. Đấy, hay là máy tính. Kết nối với cả smart TV thì nó được trang bị đây là hai cổng quang. Trong đó thì có một cổng in và một cổng out. Đấy, cổng in thì hiện tại đang cắm smart TV, cắm đường quang rồi. Đấy, thì về các bác cắm vào cho em. Một đầu như này thì cắm vào smart TV. Đầu còn lại thì cắm vào đây. Bên này là quang out để lấy tín hiệu đầu ra. Phía bên cạnh đây là đường súp. Bác nào mà cần thêm giải trầm thì có thể cắm súp vào đây, rất là tiện. AV ở đây thì nó có 5 cổng, trong đó thì nó sẽ chia ra là 2 ra 3 vào. Hai cổng ra là để các bác có thể là kết hợp vừa làm công suất vừa làm giải mã. Đấy. Và ba cổng vào là ba cổng in ở đây thì các bác có thể cắm điện thoại máy tính, thì hiện tại em đang cắm máy tính đi rồi. Đấy. Công suất của loa là đạt 70W một loa các bác nhé, trở kháng từ trước là 4 ohm. Đấy, hàng tuyệt vời luôn. Loa được trang bị là bát 13, tép dòng chép đom, tai mèo. Đấy, củ từ của bát và củ từ của tép đều là dòng từ kép các bác nhé, đều là dòng từ kép. Nên là tiếng đánh cực phê luôn. Đấy, và những cái dòng này thì em nghĩ là nếu mà các bác mà không cắm nhầm điện nhé, thì siêu bền luôn, dùng bét cái là nhà luôn. Ý em nói là dùng đây là nó rất là lâu hỏng ấy, nếu mà các bác không cắm nhầm điện. Bởi vì hàng đây là hàng nội địa của Nhật, dùng sướng lắm. Màn hình là quắc xanh, volume của con này thì nó kiểu làm không giống như các cái đời khác, nó làm trơn mà nó làm theo kiểu là cầm đây này, nó có cái dạng vân ấy, cầm nó không bị trượt tay. Đấy, kể cả tay các bác có ra mồ hôi thì cũng không bị trượt được. Đấy, thì đây là cái điểm 10 cho cái cách thiết kế volume. Màn hình xanh rất đẹp luôn. Về kích thước của loa là cao là 27, rộng là 15.5, sâu là 23.5, tính cả căng là 24. Rộng của máy là 20.5, sâu là 34.5, tính kịch volume và phần tản nhiệt phía sau. Cao là 15. Đấy là kích thước tổng thể của bộ dàn. Và hình thức thì các bác cũng xem qua rồi. Còn tỏi gà thì tí em thước nó luôn, tại vì nó gáy nhiều quá. Để ngoài kia nó cứ gáy loạn này. Đấy cho các bác nhá. Thì về thức là các bác xem qua rồi đúng không ạ?
chức năng em giới thiệu qua rồi, còn con này thì phần CD và MD là em không báo chạy nhé. Em bán chỉ phần công suất để các bác kết nối Smart TV và kết nối với cả điện thoại, máy tính. Về giá của bộ này thì các bác chỉ bỏ ra mức giá bao nhiêu ạ? Vâng, có 2.190.000 thôi. Vâng, có 2.190.000 là các bác sở hữu ngay một bộ dàn Onkyo X7A hàng chất lượng luôn. Nói hay đến mấy không bằng thực tế đúng không ạ? Phải nghe thì nó mới chuẩn được. Bác nào mà muốn thỉnh chất bát chất tép thì đeo tai nghe vào cho em nhé. Đeo tai nghe vào cho em. Sao đây mời các bác cùng em thưởng thức một loại chất âm này. Đây là em sẽ mở nhạc qua điện thoại trước nha. Vắng vẻ càng thấy năm xưa anh đi từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có người mơ. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì sinh cho non son. Hơn 20 năm binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai sống lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa làm dẫu thương lối sống mình. Dạ vâng, em thì em là muốn các bác cùng em là ngồi nghe đến tầm khoảng 6 giờ tối. Đấy, nhưng mà cái thời lượng video thì nó dài quá thì các bác xem nó cũng lại phải tua đi tua lại. Thì thôi nhá, thấy thì em test sơ qua như vậy để các bác thấy rằng là thứ nhất là loa nó phải hoạt động, công suất nó phải lên. Thứ hai là chất bát chất tép thì bác nào muốn nghe nó chuẩn ấy thì các bác sử dụng cái tai nghe đeo vào, bởi vì là khi em quay qua điện thoại nhá thì một phần thu âm nó đã bị giảm đâu đó khoảng 5-10% chất âm, cộng thêm là các cái loa của điện thoại các bác bật lên loa ngoài lên nó cũng bị không thể lên được bát, nó lại giảm thêm khoảng 50-60% nữa. Thế nên là bác nào mà muốn test chuẩn chất bát chất tép thì đeo tai nghe vào cho em. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng em để ngồi nghe thử cảm nhận. Đấy thì cũng gọi là gần đến dịp cuối năm rồi thì các bác cũng nên trang bị cho mình một cái sản phẩm hay là một cái dàn nghe nhạc nào đó. Đấy, cụ thể là ví dụ như bộ này, vừa hình thức trưng bày đẹp này, vừa chất âm hay mà giá thành thì em nghĩ là quá hợp lý so với thị trường hiện tại. Bởi vì với cái tầm giá mà khoảng hơn 2 triệu, khoảng 3 triệu lại nhá. Các bác mà đi mua những dòng loa vi tính thì em thật là chán lắm. Chỉ nghe tầm 2-3 tháng là nó gọi là chỉ muốn vứt đi thôi, nó vứt đi thì tiếc. Đấy. Mà nhìn cái loa vi tính nó cũng dại hơn so với những cái loa này, bởi vì nó kiểu vỏ nhựa ấy. Đấy, thì em nghĩ là đây là một bộ sản phẩm đáng để mình đầu tư. Đấy, thì khi mình không khí Tết ấy, khi mình ở nhà, kể cả một mình thôi, nhưng mình mở tí nhạc lên thì nó tí ta tí tách, nó có người các bạn, có không khí Tết hơn. Đấy, anh em bạn bè đến chơi thì mình mở những cái bản nhạc xuân vui vẻ. Đấy, ngồi nói chuyện rồi hay là uống chén trà hay là cốc rượu, nó vẫn vui tươi hơn đúng không ạ? Đấy, có không khí hơn. Đấy thì với mức giá là có 2.190.000 thôi các bác nhá. Thì các bác alo ngay cho em. Đấy còn nếu mà các bác thích cái đồ Smart TV này thì các bác chuyển cho em vậy. Chế độ Digital. Đấy thì đây là cổng quang.
Nghe cổng quang này thì nó sẽ to hơn so với cả nghe cái đường AP gắn với điện thoại máy tính. Nghe hay lắm các bạn. Mưa thu nhẹ rơi làm sao không. Dạ vâng nhá. Đấy thì em xin phép kết thúc video tại đây. Đấy thì đây cũng là video em test hướng dẫn và bàn giao luôn. Đấy, cách kết nối thì cũng đơn giản rồi đúng không ạ? Quang cắm vào cổng in, AV cắm vào cổng line in và cầu loa kẹp xem đỏ với đỏ, đen với đen. Cầu trái với loa trái, cầu phải loa phải. Đơn giản vậy thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lưu ý cho em một điều là cắm đúng điện 100V. Thế thôi ạ, cắm đúng điện 100V cho em là được. Bởi vì đây là sản phẩm của nội địa trong nước của những người Nhật. Nên là bắt buộc phải là điện 100V. 110 không được đâu các bác nhá. Nhiều bác hỏi em là em ơi 110 anh cắm ở nhà anh sao vẫn được. Đấy là sản phẩm của các bác, em không biết nó là như thế nào. Nhưng với sản phẩm nhà em là hàng nội địa của người Nhật người ta dùng thì bắt buộc phải là 100. Còn nếu 110 là sau 1 ngày hoặc 2 ngày, thậm chí có thể 1 tiếng, 2 tiếng nó già mạch và nó chết là lúc đấy em không chịu trách nhiệm. Được chưa ạ? Còn đây em bán các bác nào về cắm chuẩn điện 100V cho em. Còn nếu bác nào mà cảm thấy là khó khăn trong việc mua đổi nguồn thì alo cho em đặt đổi nguồn cho. Giá là 200.000 một cái. Đấy, còn các bác có thể mua bên ngoài, có thể là rẻ hơn cũng được hay là có thể là cao hơn em. Bởi vì nhà em là mua theo kiểu giá buôn thì giá là 200.000. Đấy, và em cũng gửi đi rất là nhiều các tỉnh rồi. Đấy. Và đều nhận được sự phản hồi rất là tốt về cái đổi nguồn đấy. Còn cái này thì tùy thuộc các bác thôi. Bác nào có rồi thì thôi không phải mua. Đấy, còn chưa có thì cứ alo cho em nhá. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.